trú trên địa bàn Dương Nội thì sẽ nắm rõ tình hình ở phường Dương Nội của mình. Thì thưa cô, thì cô có thấy những người nơi khác đến tiếp xúc với các hộ dân oan ở địa bàn Dương Nội của mình không, mà điển hình là gia đình bà Cấn Thị Thêu ạ? Ừ, thì cô có thấy là những người ở nơi khác đến là cũng đeo khẩu trang rồi khẩu hiệu đến nhà bà Cấn Thị Thêu đấy, và con trai bà đấy, và trong gia đình bà đấy quanh đi quẩn lại, thì cô chỉ thấy là cái cánh mà người ta đến, người ta đeo khẩu hiệu đấy, chủ yếu là bà Cấn Thị Thêu và con trai bà đấy và con gái bà đấy, thì cô cũng thấy là trong cái tốp người đó đấy là đi kêu oan để đòi đất của nông nghiệp thành đi đấu tranh đấy, thì đất của nông nghiệp thì thành đất của thờ cư của nhà mình, nhưng mà làm gì có cái chuyện đấy, đấy không có cái chuyện đấy đâu. Có 20 người, xong dần dần lên đến 50 người, nhưng mà nhiều người đấy, người ta cũng kiểu người ta hiểu biết đấy, thì là người ta cũng không đi đấu tranh nữa, thì người ta dành quyền đất đai để cho cấp trên người ta thu hồi lại để người ta sử dụng xử lý đấy. Có nghĩa là bây giờ cái lượng dân oan thì đã giảm đi rồi đúng không ạ? Và những cái người mà hay giật dây ấy, cháu thấy có một thời gian là dân dưa người ta đến thì người ta bảo là cứu đói, người ta đến phát gạo, thì cô có biết cái sự việc đấy không? À, thì là cô thấy cô bế cháu đi chơi thì là cô cũng thấy là người ta chở gạo đến, xong là người ta lại còn quay cả lên video lên đành đây, thì bảo là mà những nhà đó thì có phải là đói kém gì đâu mà cứ đầy gạo chất vào nhà đấy, nó là như thế. Thì cô ngạc nhiên, cô cũng thấy thế thôi, mà cứ tụ tập đông lắm, cứ thi thoảng là người ta lại chở gạo, rồi có khi cả mì tôm, rồi là nhiều thứ lắm đấy. Cô thấy như thế thì là ai nhìn thấy thì thôi, mà ai không nhìn thấy thì người ta cứ xì xào, người ta bảo là sao làm sao ra cái nhà để gạo để chất nhiều ở nhà như thế đấy, mà trong khi là không đói nghèo gì. Không đói nghèo gì. Mà cái số hộ ấy mà được cho gạo như thế là có đông không ạ cô? Cái số gạo cho thế là như thế này này, cứ ai mà chịu khó đi đấu tranh ấy, thì là người ta cho nhiều, mà người không chịu khó đi đấu tranh là người ta cho ít, người ta phát ít đấy, là cô thấy như thế. Ở xóm nhà cô thì chỉ có lác đác còn có một vài nhà là người ta đi đấu tranh như thế, còn tất cả là ai người ta cũng lấy tiền đất đai người ta xây cửa cao nhà rộng, rồi là các thứ người nghe có vẻ là hơn ngày trước nhiều đấy, cô thấy như thế. Thì có nghĩa là chỉ còn một hai hộ trong một xóm là được nhận gạo cứu đói như thế thôi, chứ còn tất cả các hộ khác thì không đi đấu tranh, và mình nhận tiền đền bù của nhà nước, đi theo chính sách của nhà nước thì mình không được nhận cái số gạo đấy đúng không ạ? Rồi đúng. Có nghĩa là những cái số gạo đấy chỉ dành cho người đi đấu tranh, đi biểu tình thế. Thì qua cái sự việc mà họ về xã Dương Nội, họ cứu mang gạo cứu đói như thế, và những người dân như là một hai hộ cô nói đi lên trên đường phố tuần hành biểu tình, thì làm xấu hổ về dân Dương Nội, thì cô có suy nghĩ gì? Cô có suy nghĩ thế này này, cô bảo là bây giờ tất cả toàn dân người ta lấy tiền người ta xây cửa cao nhà rộng, rồi con cái ăn học được khang trang, được điều hòa như thế, thì các cái số còn đếm trên đầu ngón tay chỉ còn vài người như thế, vài hộ như thế, thì hơi đâu mà đi như thế. Bây giờ mình cũng lấy tiền về rồi mình xây nhà xây cửa rồi cho con cái học hành nghề lọ nghề kia, thì không sướng hơn là chân nắng tay bùn từ bao nhiêu năm nay đấy. Nhưng mà các bà vẫn ở xóm nhà tôi đấy, vẫn có mấy người vẫn đi như thế, nhưng mà nói người ta không nghe đấy, con kể cả con cái nói các bà không nghe. Đấy là những bà nào ạ? Đấy ở như xóm nhà tôi thấy bà Ngọc, gọi là bà Ngọc Dế đấy, bà vợ ông Ngọc đấy vẫn đi, tôi vẫn thấy cầm hũ bảo hiểm như để vẫn đi hỏi đi đâu, thì bà chỉ cười cho bà không đi. Còn ngày trước còn bà Hảo Mộc đấy thì giờ bà yếu rồi, bà không đi mấy nữa đấy. Bây giờ chỉ còn hai nhà như thế. Nhưng mà họ đi trên đường phố thủ đô thì họ nói là họ đại diện cho người dân Dương Nội, thì họ đại diện như thế là trong như thế là có cả cô và gia đình cô trong đấy, thì cô có đồng ý với những lời nói của họ là họ đại diện cho dân Dương Nội không? Bây giờ cô không đồng ý. Bây giờ nhà cô lấy tiền đất rồi, là cô bán đất dịch vụ cô làm nhà rồi, thì cô cần gì phải các bài phải đi đấu tranh như thế? Tại vì cô có còn ruộng ở đâu mà cô cần các bài đi đấu tranh như thế đấy, không cần phải đại diện đúng không? À,
cô không cần họ phải đại diện cho cô không và cần không cần họ phải mang danh là đại diện cho dân thương nội đúng không ạ? Vâng. Cháu xin cảm ơn cô đã. Thì có bao nhiêu hộ nông dân khoảng thôi. Vâng. Có khoảng bao nhiêu cái hộ nông dân mà đến bây giờ vẫn không chịu giao đất cho quê hương mình phát triển. Vâng. Báo cáo với các bác là tổ dân phố Hoàng Anh chúng tôi hiện nay là có khoảng 17 gia đình coi như chưa chịu nhận tiền hỗ trợ, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng giao đất cho nhà nước ạ. Thế thì cái làng Ỉ La mình có đến 100 hộ không ạ? Không đến ạ, chỉ còn bây giờ chỉ còn khoảng 30-40 gì đấy thôi chứ không đến 100 đâu ạ. À không. Vâng. Tôi nói là cả cái làng ngày xưa ấy. À cả cái làng này thì khoảng 90. Vâng. Mà bây giờ lại có những 17 hộ. Vâng, bây giờ còn có 17 hộ ạ. Ừ. Được học hành. Vâng. Không nắm được đầy đủ. Nhưng mà theo tôi ở cái xóm tôi, tổ tôi đấy. Vâng. Còn dăm ba nhà. Dăm ba nhà. Dăm ba nhà, cái nhà nó không đáng kể. Vâng. Theo bây giờ họ muốn nhận nắm đấy. Thế vâng. Nhưng mà họ ngượng. Thực tế họ ngượng. Không vâng. Biết là có nên nhận hay không. Vâng. Thế họ bảo là giờ nhận thì thiệt quá. Ừ. Mà họ đã bị nuôi kéo nữa cho nên là nhiều khi là họ nưỡng nan. Nếu có người tác động cho họ chắc họ nhận. Tôi đoán như vậy. Vâng. Những cái hộ nông dân mà họ tự xưng là dân oan ấy. Vâng. Thì hai anh có thấy là một năm qua là có nhiều người lạ ở nơi khác đến tiếp xúc với lại những hộ ấy không? Có, coi như là chúng tôi thường xuyên chúng tôi vẫn thấy có một số người coi như ở nơi khác đến địa phương mình, đến địa phương tôi là rủ dê, coi như thế là câu kết với lại cái nhóm đối tượng này coi như đi khiếu kiện kéo dài, đông người và kéo dài. Và còn đi biểu tình nữa. Còn đi biểu tình. Vâng. Ra những các cái cơ quan đảng của nhà nước mình để biểu tình đấy. Vâng. Thưa hai bác. Vâng. Trong số các hộ nông dân Dương Nội mà tự xưng là dân oan ấy, bị cộng sản cướp đất ấy. Vâng. Thì các bác có biết những nhân vật nổi cộm là ai không? Có, tôi theo tôi được biết tức là đầu trò bây giờ là có Cấn Thị Thêu, hộ khẩu thường trú bây giờ là tại thôn Na Dương, phường Dương Nội, đã là người cầm đầu đi biểu tình chống đối cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước này. Các bác có thấy là nhiều người lạ đến nhà Cấn Thị Thêu? Có, tôi thường xuyên là thấy là có những các cái người ở địa phương khác, người lạ ở địa phương khác tới tụ tập tại gia đình nhà Cấn Thị Thêu và để còn nhiều những các cái tụ điểm khác nữa còn lôi kéo để đi biểu tình đấy. Nó còn đợi nốt cả Dương Nội, đợi nốt người Dương Nội nhưng mà không phải người Dương Nội. Nó tận trong Nam ở đâu nó đến nó đợi nốt thì nó giả danh là Dương Nội để nó lợi dụng cái bọn này là cái bọn chống đối. Nó hay cái kiểu là khiêu gợi cái lòng gọi là nhảm cái lượng bệnh bạc. Nó nói những các cái tiếng không hay, không ai chấp nhận cái bọn nó cả. Theo tôi là rất ghét cái bọn nó. Nó không đáng kể với cái thành phần mình, nó đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, đi ngược lại cuộc sống mình rồi. Mà bản thân nó có nghèo đâu. Nó rất nhiều, nó rất giàu. Nó không phải nó nghèo. Nhưng mà hai mẹ con nó là những cái loại mà còn chả chấp nhận. Nhưng mà một số người thì nó đang ở cái nặng nước nan, tôi nói đấy. Mà nước nan nó muốn trở lại về những người lương thiện, lại bị bọn nó giật dây. Và nó một phần nó ngượng, một phần nó ngại. Nếu có những người mà gọi là khéo léo mà động viên được thì họ biến đại hết đấy, nhưng mà nó vẫn còn ở cái dạng ngang trái vì nó gần cái bọn kia hơn. Tức là ý của bác là theo thì trên thông tin của phường thì thường xuyên vẫn nói người dân Dương Nội thì không ai nạ gì về những cái thông tin về cái việc mà sau khi mà nhà nước có chủ trương thu hồi đất nông nghiệp để cho các dự án xây dựng trên cái địa bàn của Dương Nội. Thì với cá nhân tôi thì về những việc mà chị hỏi ấy, thì thực tế là tôi không biết người ta ai cung cấp những cái tiền hay những cái gì cho cái những cái đối tượng như bà Cấn Thị Thêu thì tôi không biết, và bà đó chia cho ai tôi không biết. Nhưng tôi chỉ được biết là còn một số, tức là sau khi nhà nước có cái chủ trương thu hồi đất thì còn một số người ta chưa thông, người ta chưa giao đất và có những cái biểu hiện là chống đối biểu tình để đòi những cái quyền này quyền khác. Thì với cá nhân tôi thì cũng là một công dân, cũng là một hội viên hội cựu chiến binh của phường, thì tôi cũng thấy rằng là những cái việc làm của bà Cấn Thị Thêu dù rằng
tôi chưa chính xác, chưa chi tiết, chưa biết được cái gì. Chỉ biết được rằng còn một số những đối tượng cùng với bà Cấn Thị Thêu là thường xuyên là chống đối lại về cái việc mà giao đất, không giao đất cho nhà nước để thực hiện các dự án trên địa bàn Dương Nội. Thì bác có đồng tình với những cái hành động ấy không, hay là bác về có... cái việc mà bà Cấn Thị Thêu nói là tất cả bà đại diện cho nhân dân Dương Nội thì có những ai tôi không biết, nhưng cá nhân tôi thì tôi không đồng ý, tôi không trao quyền này cho bà Cấn Thị Thêu với cá nhân tôi. Vâng. Thì thưa bác, thì qua quá trình giao đất đô thị hóa ở Dương Nội thì bác có thấy là sau khi người dân nhận tiền của nhà nước thì cuộc sống người dân có phát triển hơn không? Về cái việc chị hỏi thì cũng phải từ những cái chỗ mà cái số liệu mà 90+% nhân dân Dương Nội đồng tình giao đất thì cái đó nó đã thể hiện rõ rồi. Có nghĩa là bây giờ thì tất cả người dân đều đồng tình giao đất. Về cơ bản đã không phải 100% nhưng đã đến 90+% thì cái đó nó đã thể hiện rõ rồi. Người dân Dương Nội đồng tình với lại việc giao đất và cuộc sống thì ngày càng phát triển hơn, đúng không ạ? Về cơ bản là như thế. Cái bộ mặt của Dương Nội nó cũng khác xưa nhiều. Tất nhiên cái khó khăn trong cuộc sống cũng có, không phải không. Xong thì những cái mà phát triển về bề nổi thì cũng thấy là rất nhiều, rất lớn. Thì